Chào bạn, hôm nay chúng ta lại sử dụng cái phần mềm newegg.com hay trang web newegg.com để tìm ra một chiếc laptop mà mạnh nhất thế giới đi. Với các cái tiêu chí chúng ta không để ý những tiêu chí về giá nhé. Tất nhiên nhé, đây là video chỉ nói về mức chứ không phải là những cái mình có thể mua được vì mình không có đủ tiền để mua. Đúng không? Trước hết là chúng ta vào cái phần search. Chúng ta chọn laptop. Laptop thì nó sẽ hiện ra một cái danh mục, các cái thư mục, và chúng ta sẽ chọn vào subcategorize, đúng không? Và chúng ta sẽ bắt đầu lựa chọn. Về tiêu chí về hãng sản xuất thì chúng ta không quan tâm nhé, không quan tâm đến tiêu chí hãng sản xuất. Như ở đây có 2, 4, 6, 8, 12 và 15 hãng sản xuất, 15 hãng sản xuất trên toàn thế giới, đúng không? Ở đây có tiêu chí là condition, new, rồi vân vân, cái này chúng ta không quan tâm, này về giá không quan tâm, đúng không? Đấy, chúng ta bắt đầu để ý những cái tiêu chí là GPU và VPU. Nhưng mà trước hết chúng ta sẽ chọn, chắc chắn nó sẽ phải là Core i9 rồi, Intel Core i9 rồi. Và trong cái Intel Core i9 này chúng ta phải chọn là thế hệ thứ 12 trở lên, hoặc là chúng ta chọn AMD Ryzen, đúng không? 9. Đấy, để tiêu chí này chúng ta apply. Thì ở đây chúng ta có một danh mục rất là nhiều. Ui, nhiều lắm. 34 trang. 34 trang, mà mỗi trang là 3, 7 này. 7 đây là 8 là 15. 15 là 19. 20, 22. Và từ đây là 26. 27, 28, 29, 30. 30, 34. 38. 42. Tức là mỗi trang là 42 mà có tới 34 trang. Tức là rơi vào khoảng 1.200 cái loại, 1.200 cái máy tính, hơn 1.200 máy tính sách tay. Đúng không? Ở đây về kích thước màn hình mình không quan tâm nhé. Về bộ nhớ này, chúng ta nên chọn là 128, tức là mạnh nhất thì về bộ nhớ RAM là phải cao nhất rồi. Đấy, thì ở đây chúng ta rút gọn lại, nếu với 128 đi, mà chúng ta cũng có thể là thêm 64 nữa, thì 64 là cũng tương đối mạnh rồi, thì chúng ta cũng vẫn còn khá khá, đây là rút gọn còn 15 trang, từ 34 xuống 15 trang. Về SSD thì chúng ta sẽ chọn là cái SSD 2T trở lên, đúng không? 2T trở lên. Đấy, apply. Chúng ta có nên chọn HDD không? Thì thực ra đối với máy tính sách tay, cái tiêu chí HDD nó không quan trọng, bởi vì thông thường khi chúng ta có máy tính sách tay thì chúng ta thường lưu cái các cái cơ sở dữ liệu của chúng ta vào HDD, chúng ta lưu vào một cái ổ cứng cắm ngoài, đúng không? Đấy. Ok, nó là HDD là chúng ta là 2T trở lên. Hết lại. Và cái danh mục chúng ta rút gọn còn 13 trang các bạn nha. Về Virtual Reality Ready thì chúng ta không cần thiết. Về Operating System thì chúng ta sẽ chọn Windows 11. Bởi vì Windows 11 hoặc 11 không, chúng ta cũng không quan trọng Windows 11 hay Windows 10. Nhưng thường ấy thì bản Pro thì nó sẽ ngon hơn. Chúng ta chọn bản Pro. Pro nó có nhiều tính năng hơn. Đấy, thì danh sách của chúng ta đã rút xuống còn 11. Về touchscreen chúng ta không cần thiết, CPU speed. Chúng ta chọn cái tất nhiên là sẽ chọn cái tần số cao nhất. Nên chúng ta nên chọn hai tiêu chí này, bởi vì rất ít những máy tính đạt được tiêu chí là 3.01 GHz trở lên. Apply. Thì danh mục của chúng ta rút gọn còn 9. Bây giờ chúng ta sẽ tăng cái CPU speed này lên, cái tiêu chí này lên là từ 3.01 trở lên nha. Và 2.7 đi. Danh mục của chúng ta rút xuống còn 9 trang. Ok. Number of core thì chúng ta có 14 core đây.
chọn 14 core. 8 core thì cũng rất là kinh rồi. Đấy, doanh nghiệp của chúng ta rút xuống còn 11, đúng không nào? Siri, HDMI chúng ta không cần thiết lắm, Thunderbolt cũng không quan trọng, đúng không? Nhưng mà nếu mà dùng để cho dân thiết kế video memory, đây đây, chúng ta sẽ chọn là 16 hoặc là 8 nhé. Phải như vậy trở lên. Hiện nay chúng ta sẽ còn 4 cái, đúng không? 4 đối thủ cạnh tranh với nhau thôi. Và webcam thì cái này cũng không quan trọng, độ làm tươi. Memory slot thì cái này cũng không quan trọng, đúng không? USB, Bluetooth. Bluetooth thì chúng ta vẫn có thể, cái này cũng không quan trọng lắm. Độ phân giải. Độ phân giải thì chúng ta có thể chọn hai cái độ phân giải cao nhất này, đó là độ phân giải 2K và 4K. Ok. Chúng ta sẽ còn hai đối thủ cạnh tranh với nhau thôi. Về cái HDMI thì cũng không cần thiết, webcam thì chúng ta có thể lắp webcam ngoài hầu như là vậy. Đem theo webcam để đối với cái máy tính sách tay thì cái webcam là thực sự không cần. Độ làm tươi cũng không quan trọng lắm, đúng không? 240Hz. Trong số cái hai cái máy này là có một cái máy là cái độ làm tươi 240Hz. Vậy thì chúng ta chỉ còn hai đối thủ thôi. Như vậy cái tiêu chí chúng ta tóm tắt này, đó là gì? Chip Intel Core i9 trở lên, đúng không? Và thế hệ 12 hoặc AMD Ryzen 9 trở lên. Bộ nhớ RAM là ít ra là 64 đến 128, SSD là 2 TB trở lên, đúng không? Windows 10 Pro, Windows 11 Pro. Và tốc độ của CPU phải từ 2.01 GHz trở lên. Đấy. Và số lượng core là 14 core, đúng không? RAM của video RAM ấy là phải 8GB hoặc là 16GB. Và độ phân giải của nó là ít nhất là 2K trở lên. Chúng ta đã tìm được hai con, bây giờ chúng ta sẽ xem xét từng con một, đúng không nào? Cái con đầu tiên ấy, đó là MSI GS series. Và nó là cái được trang bị cái Intel Core i9 thế hệ 12 2.5 GHz, đúng không? Và nó sử dụng cái card màn hình là GeForce RTX 3080 Ti, có cái lượng RAM là 64 GB RAM và cái tốc độ RAM là DDR5 thể loại đấy. Và có 4T ổ cứng SSD. Con này có những đặc tính gì hơn? Chúng ta xem ở dưới đây này, cái specification này, spec của nó này. Thứ nhất là nó chạy Windows 11 Pro nhé, rất là ok, đúng không? Cái màn hình của nó 17.3, rất là phù hợp với dân đồ họa và chơi game. RAM của nó chỉ có 64GB thôi nhé. Và nhưng mà cái RAM màn hình, RAM màn hình của nó là 16GB. Con này vẫn chưa phải là hàng mạnh nhất trong số cái dòng MSI. Độ làm tươi của nó là 240Hz. Z, đúng không? Rồi. Cái ổ cứng của nó là 4T. SSD là 4T. Vậy chúng ta sẽ xem SSD này là 2T hay là 4T. Ok. Con này mình vẫn chưa thấy hài lòng. Bây giờ chúng ta sẽ sang con Asus ROG Strix đi. Thì con này ấy, không hài lòng ở chỗ là cái màn hình của nó có 15.6 inch thôi, nhưng mà cái tốc độ làm tươi của nó là 240Hz, Core i9 12900H và 64GB DRAM 2T SSD, đúng không? Đây này, cái chi tiết thông số của nó đây. GeForce RTX 3080, con này là không phải là Ti, vậy con này loại nhá. Bây giờ mình sẽ tìm một con trong dòng laptop gaming, đó là con MSI, mình sẽ tìm con này này, MSI GT, đi con này nhá, MSI GT Titan này, đây con này này,
Đây, Titan GT77. Đấy, GT77. Bản đắt nhất của nó này. Các bạn thử xem cấu hình nhá. Cái bản này là 3.997 đô. Tương đương với lại là khoảng độ gần 100 triệu ở bên nước ngoài, nhưng mà ở Việt Nam nó bán là 115 triệu. Đây các bạn nhìn, thậm chí đây, những hàng computer nha. Bán cái con MSIGT này. Đây. Titan của nó là bán 135 triệu. Như vậy một con máy tính xách tay này về đến Việt Nam là giá đắt gần như gấp đôi. Đây này, các thông số của nó. Đây thông số con Titan này nhá. Các bạn nhìn này. Nó là Core i7 thôi. Không, nhưng mà cái dòng mới phải là Core i9. Đây này, con này là Core i9. Con này là Core i9 không? Đó là Core i9. Ta phải tìm lại cái con Titan Core i9 này, chúng ta phải tìm nha. À, chúng ta i7 này. i7. Ở nước ngoài nhưng họ không bán con i9 à. Đây đây đây, ở trên US thì lại không có cái con đấy, người ta không bán, nhưng mà ở trên Amazon đấy các bạn có thể nhìn thấy là trên Amazon là cái con GT77 bản Core i9 12900HX, đúng không, được trang bị cả màn RTX 3080 Ti 64 GB DDR5 2T NVMe. Đó, con này là có RAM của nó là 64 GB thôi. Nhưng mà RAM của ở cái con này trên Hà Nội Computer là RAM của nó là 128. Ủa, nhớ trong là 64 nhé, nhưng mà vẫn có thể mở rộng lên 128 GB. Đúng không? Như vậy là chúng ta có thể lắp thêm cái cạch RAM cho nó, đúng không? Lên đến 128. Và cái con này là Nvidia GeForce 16 GB. Con này có phải thế không? Đúng rồi. 3090, 3080 Ti đúng không? 3080 Ti đúng rồi, chính là con này. Chính là con này. Thì con này ở bên Amazon người ta bán bao nhiêu đây? À, current available. Chúng ta thử tìm một con khác xem. Ở một cái hãng khác xem nó còn không trên thế giới nhé. Network check. Đây rồi, rồi. Đây thậm chí nhé là có đã ra đời cái con là MSI Titan Titan đấy GT77HX đúng không nào, với Core i9 13980HX và các màn hình RTX 4090. Và cái màn hình của nó là 4K, màn hình 4K nhé. Thì ở đây cái con này nó giá có giá là đi đây này, giá là 4.299 đô, tương đương với khoảng 100 triệu ở trên thế giới. Đấy, nhưng mà ở Việt Nam
Còn nếu mà cái bản 4T ấy, tức là cái với cái ổ cứng cắm bên trong là 4T thì nó có giá là 5.299. Nhưng mà các bạn không cần nhé, không cần phải làm như vậy. Các bạn chỉ cần mua cái con 4.900, 4.299 này, sau đó mua một cái ổ cứng của Samsung SSD, chúng ta mua nó và chúng ta sẽ lắp thêm, đúng không? Đấy, các bạn đây, chúng ta thấy rằng là đây là những hình ảnh con MSI mới nhất GT77HX này là Intel thế hệ 13 này, Core 9 13980HX, đúng không? Và màn hình nó là 17 13 inch. Con này thì là không có sẵn ở Việt Nam nhé, mà người ta nhập thường theo đường là xách tay, tức là ví dụ như chúng ta đặt hàng trên, chính vì thế cho nên về Việt Nam ấy thì con này chắc chắn là nó lên gần 200 rồi. Cái con vừa rồi ấy, con vừa rồi này GT77 này mà bản là đây này Core 92900HX có 64 GB RAM thôi đấy mà nó đã 135 triệu rồi, trong khi cái con này là khoảng độ 4.000 mua bên kia. Tức là gì, nếu mua máy tính xách tay thì nó rẻ hơn nước ngoài, nhưng mà nếu mua bộ case build thì nó sẽ đắt hơn, à quên, nước ngoài sẽ đắt hơn Việt Nam, đúng không? Đấy, chúng ta có thể quan sát hình ảnh con này. Đó, và chúng ta có thể tìm cái hình ảnh con này lên trên cái trang MSI. Là chúng ta search cái từ này nha. Và thế nào cũng trên trang chủ của MSI cũng sẽ có. Đây đây đây. Chính là nó. Ở đây nó có ghi là chữ Total Dominance, tức là gì, thống trị tuyệt đối. Đây. Màn hình là màn hình mini LED 4K 144 Hz, đúng không? Overbook Ultra GeForce RTX 4090, may à, nếu mà thêm chữ Ti thì quá khủng luôn. Nhưng mà các bạn lưu ý rằng những con này đi xe tải này, các bạn phải hứng chịu cái độ ồn của nó rất khủng khiếp luôn, rất khủng khiếp. Các bạn ngồi làm việc với nó các bạn sẽ rất đau đầu khi các bạn xử lý đồ họa, nó không được như cái máy tính để bàn nhé. Cho nên mình khuyên các bạn là khi các bạn mà là cái dân đồ họa chuyên nghiệp ấy, các bạn phải đi thuyết trình ấy, mang theo máy tính xách tay ấy, thì theo mình là các bạn nên trang bị một cái máy tính để bàn cộng với một cái con máy y này, đó là để mà di động ở trên đường. Chưa kể nhé, là cái bộ sạc của nó sẽ rất là nặng, đúng không? Đây là cái trọng nó đã nặng 3,3 kg rồi, đúng không? Nhưng mà bộ sạc nó kèm theo chắc chắn là phải có hai cục sạc đấy. Tất nhiên nó có hai phiên bản là GT77HX 13Vi và một cái là bản là nhẹ hơn, đúng không? Rẻ tiền hơn, đó là RTX 4080 hay là RTX 4090. Còn cái điều mình khuyên là thứ hai, đó là chúng ta không nên mua ngay bây giờ, vì bây giờ giá nó cao, chúng ta chờ 1 năm nữa chúng ta mua, bây giờ chúng ta chọn tạm thời dùng gì chúng ta có. Ở đây thì MSI được giải Innovation Award nhé, tức là giải của SET ấy, là giải tiến bộ về công nghệ mới nhất cho năm 2023. Và chúng ta thử tìm một cái video liên quan đến sản phẩm này trên YouTube nhé, chúng ta xem này. Đây. Ba cổng USB các bạn. Đấy, loa thì hai bên. Chắc chắn là loa rất là ngon rồi. Có camera này. Đấy, Core i9 mạnh nhất, hệ mạnh nhất, mới nhất.
tổng nó có thể có mức tiêu thụ là 250W, tương đương nguồn hàng này 8k nhé, rất là tốn tiền. 7 slot các bạn, rồi đây đây chúng ta thấy 7 slot. DR5 là 4 slot, tức là tối đa 128GB, và 7 slot free expansion, có 3 cái ổ cứng này SSD. Nếu như chúng ta lắp ổ 8GB SSD thì 3 cái thì cũng kinh khủng luôn, đúng không? Có những cái ổ cứng SSD là 8GB hoặc là 16GB. Ở đây là Ultra gì đây? À, tức là về cái bàn phím của nó cũng rất là đặc biệt, đúng không? Đấy, 1x1 Certain Larger Key Size Ultra Low Profile. Tức là bàn phím của nó là Cherry. Đấy, lớp giấy đây. Ở đây nó có 4 cái tản nhiệt, 8 ống tản nhiệt, đúng không? Đây, cái ống tản nhiệt bằng đồng chắc là vậy, đúng không nào? Wi-Fi là 6E, double slot. À, đây là cái pin của nó là Ultra Long Lasting Power. Cái touchpad của nó thì mở rộng ra 62% so với thế hệ trước. Cái viền màn hình thì cực mỏng, đúng không? Tức là gì, đây là một quái thú là thống trị tuyệt đối trong tất cả những cái dòng máy tính sách tay, kể cả cho thiết kế đồ họa lẫn gaming. Đấy, như vậy là các bạn nên mua. Thì mình nhắc lại nhá, nếu các bạn mua con này thì một là khi các bạn đi công tác mà có ai đó mà đi công tác Mỹ chẳng hạn, hay là một cái nước nào đó là Đài Loan, thì chúng ta sang đó chúng ta nhờ họ mua và sách tay về, chúng ta trả thêm một ít phí cho họ, đúng không? Thì còn hơn là chúng ta mua ở Việt Nam, vì con này về Việt Nam chắc chắn là 200 triệu rồi. Thì ví dụ trả cho họ chục triệu, con này ở bên nước ngoài có chưa đến 100 triệu, đúng không? Tại nhưng nhập về Việt Nam thì trả cho họ là vừa được tròn 100 triệu thì rẻ một nửa nhé. Đấy, nếu như các bạn mà liên kết với những cái sinh viên mà thường xuyên đi lại Tết về thăm ấy, thì ra nên mua vào Tết năm sau thì chắc là nó chỉ còn khoảng 80 triệu thôi. Còn mua theo đô mà, và đô thì bây giờ nó cũng rẻ rồi. Đấy, chúng ta chờ đô giảm giá nữa thì chúng ta mua. Đấy, chúng ta sẽ được lợi rất là nhiều. Cái thứ hai là chúng ta luôn luôn phải có một cái máy tính để bàn nữa, không vài trăm triệu nữa, cộng với con này. Tức là tóm lại là để mà trở thành một dân thiết kế đồ họa ấy, mà sửa một dân chơi trí tuệ nhân tạo ấy, thì ra là cái đầu tư của nó rất là tốn kém. Đấy, bọn nha. Ok.